Chiều qua ngày 2 tháng 11 tại Trường Đại học Hồng Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn cho sinh viên khu vực Bắc Trung Bộ năm 2024. Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các trường đại học cao đẳng khu vực Bắc Trung Bộ, gồm Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa. Đây là những đội đã giành chiến thắng tại vòng thi loại để tham gia vòng thi cấp khu vực. Tham gia hội thi, các đội phải hoàn thành 2 phần thi, gồm phần thi lý thuyết, trả lời các câu hỏi với nội dung liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông, như quy định bắt buộc khi điều khiển phương tiện mô tô, mức phạt đối với một số hành vi vi phạm, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Phần thi thứ hai là tiểu phẩm sân khấu hóa về chủ đề an toàn giao thông. Ngoài ra, các thí sinh còn được hướng dẫn và thực hành các kỹ năng xử lý tình huống thường gặp trên đường để lái xe an toàn. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về trật tự giao thông cho sinh viên, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự giao thông, hình thành văn hóa giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sinh viên.